Công ty Thủy điện Trị An tỉnh Đồng Nai thông tin do triều cường tại hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai đang lên cao, dự kiến đạt báo động 3. Từ 9 giờ sáng nay 15 tháng 10, Thủy điện Trị An đã ngưng xả tràn hồ chứa. Hiện mực nước tại hồ Trị An đạt 61,5m, trong khi cao trình an toàn hồ là 62m, lượng nước về hồ trung bình đạt khoảng 1.000 mét khối một giây. Cao trình hồ đang ở mức cao, lượng nước về hồ lớn, thủy điện cần xả lũ. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh, nên thủy điện ngưng xả lũ nhằm góp phần hạn chế nguy cơ ngập lụt ở vùng hạ du do xả lũ kết hợp với triều cường. Sáng nay, mực nước tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai là 1,9m, gần báo động 2 và đang tiếp tục lên. Triều cường lên cao có thể gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông.